khám phá xe mô tô địa hình chai ửng TF450 r CE Edition 2025, giá gần 350 triệu đồng. Tiến vào phân khúc thị trường mới, nhà sản xuất xe máy hình ly chai ửng Motorcycles đã cho ra mắt mẫu xe máy địa hình chai ửng TF450 r CE Edition 2025. Với mức giá 10.695 bảng Anh, khoảng 346,7 triệu đồng, TF450 r C sẽ được bán ra vào tháng 2 năm 2025 thông qua các đại lý ủy quyền của chai ửng chuyên về xe máy địa hình và xe địa hình. TF450ZC sẽ gia nhập dòng sản phẩm chai ửm TF250X được ra mắt trước đó vào tháng 11 năm 2023. ZC là viết tắt của tay đua xe địa hình người Mỹ Ricky Carmichael, nhà vô địch 15 lần của Hiệp hội xe mô tô Mỹ, AMA và được mệnh danh là God hai người vĩ đại nhất mọi thời đại, người đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển TF450ZC. Với động cơ SOHC, xi đơn làm mát bằng chất lỏng, 449,5 cc hoàn toàn mới, tf 450 rc tự hào có tỷ số công suất trên trọng lượng mạnh nhất trong phân khúc, trọng lượng là 108,6 kg với 7 lít nhiên liệu trong bình, khiến TF450C trở thành một trong những chiếc xe đua địa hình hạng mở nhẹ nhất trên thị trường. Động cơ có cấu hình hẹp, cho phép người lái kiểm soát và thoải mái hơn về tư thế lái xe. Trọng lượng được giảm bớt nhờ sử dụng nắp động cơ bằng magie và piston nhôm rèn canic cùng van titan delgues mang lại công suất lớn, sức mạnh và độ bền. Đi kèm với hộp số 5 cấp, TF450 rc được trang bị bộ chuyển số nhanh để chuyển số lên và xuống từ số 2 đến số 5 bằng bộ ly hợp. Thiết bị Stick on Shot là trang bị tiêu chuẩn, có chức năng tải trước hệ thống treo trước khi bắt đầu lái, hạ thấp trọng tâm và giảm lực nâng bánh trước để tăng tốc nhanh hơn. KIB cung cấp hệ thống treo cho TF450 rc với phục ngược lò xo cuộn tách khí dầu ARS, đường kính 48 mm có khả năng điều chỉnh độ nén và độ nảy, cho hành trình 310 mm. Ở phía sau, giảm xóc đơn KIB có thể điều chỉnh hoàn toàn với bình chứa, từ xa cho phép tinh chỉnh cài đặt nén, phục hồi và tải trước với điều chỉnh tốc độ cao và thấp và cung cấp hành trình treo 305 mm. tf 450 rc được trang bị hệ thống phanh Brembo với kẹp phanh hai piston ở phía trước kẹp đĩa ganfer đường kính 260 mm ở phía sau, kẹp phanh Brembo một piston và đĩa gan phơ 220mm. Vành nan hoa Dusta DID có kích thước 21 x 1,6 inch phía trước và 19 x 2,15 inch phía sau được lắp, đi kèm với lốp trước và sau lần lượt là 100 h21 và 119 h19. Các kích thước khác của TF450 RC là chiều cao yên xe 960 mm và chiều rộng tay lái 836 mm, trong khi khoảng sáng gầm xe không được đề cập.